Linh kiện máy tính giá rẻ. Đây là chiếc Vega cũ, hàng tháo máy, GT730, 2GB RAM 5, 64 bit. Những chiếc Vega dưới 1 triệu ngày xưa thì cho không ai lấy, bây giờ mà lấy chẳng có chỗ để cho. GT730, 2GB RAM 5, 64 bit, phù hợp cho các bạn chơi LOL, FIFA, CSGO và vẫn có thể chơi PUBG ở cái mức thấp nhất các bạn nhé. Mình đã test khá nhiều rồi. Đây là sản phẩm cũ, vì vậy là mua bán ở No2 các bạn sẽ được bảo hành 1 tháng. Các bạn có thể vào no2.vn để đặt đơn này, hoặc côn đồ Tùng theo số điện thoại là 0906 010103. Dòng này nó có 3 cổng, đó là HDMI, Vega và DVI, thuận tiện cho tất cả các màn hình các bạn sử dụng, không cần phải cáp chuyển cáp chiếc gì cả. Và nó cũng chỉ yêu cầu một cái nguồn công suất thực khoảng 300W là ok. Còn ghép nguồn thì các bạn tùy vào cả CPU, cả bao nhiêu ổ cứng các thứ khác nữa nhé, chứ không phải phụ thuộc không vào vấn đề của Vega. 0906 010103. Cảm ơn các bạn. No2.vn.